Chuyện chung của tôi rồi kìa. Nghĩ ra cấm biệt không có cho vô tắm vô tắm chơi chơi chuyên mong là kiếm chuyện chửi ra không à. Nghe đam ơi, con người ta ba bốn đứa đó hâm rồi, nó gặp mày đâu luôn có sợ rồi à. Mang vô có sợ có sợ à. Chửi bắt cóc của tôi đang gửi về cả nhà đang các xe chắc còn mưa nước thấm. Làm gì cô Tư? Cô Tư ơi, làm gì đó? Tao nước xùa hả? Ở đây cường qua chỗ cô Tư hỏi thăm cô Tư nghe cả nhà. Rồi chào cô Tư. Cô Tư chào con. Bữa nay không có đi lùm với trai hả mà gửi xuồng? Bây giờ con sao vậy? Cỡ 2 giờ rưỡi đổ lên mới được. 2 giờ rưỡi mới đi được hả? Mới làm. 2 giờ rưỡi rồi chiều tối rồi sao đi? Đi không được đâu, tối quá đi không được. Vậy hả? Giờ này chín lên chỉ xuống có bệ gì là chết được đường luôn à. À. Rồi mưa lại nước vô hay là nó bị thủng chỗ nào vậy? Nước mưa con. Nước mưa hả? Ừ. Cũng đậu chuồng mà con không coi tắt nước đâu có được. Mỗi lần mưa là phải dắt nước vậy đó hả cô Tư? Táp cho nó cạn cạn vậy, phải dắt nước cho nó ráo. Cô Tư giỏi ha, không biết bơi, không biết lội nước mà ngày mưu sinh bằng sông nước, dữ thiệt. Tư động thù như nó khó khăn ra coi chứ. Dạ. Bữa nào cũng phải ra coi vậy đó hả? Ừ. Mưa nó vô á. Dạ. Cái xuồng kia của ai? Hả? Xuồng kia của ai? Xuồng đó của chiếc 7 rồi. Vậy hả? Đây là chiếc này là của tôi mua cả năm rồi, 3,5 triệu á. À. Mua để đi lượm với trai hả? Ừ. Chiếc này mua của Minh Thành qua cầu Đầu Vòng. Hôm nay có đi thăm chị, có đi thăm cô Loan không? Không. Trời, chuyển trước mẹ. Không biết cô Loan... Nó đậu đâu nữa. Không biết, 2 vợ chồng cô Loan đậu đâu, con không biết nữa. Đáng chạy ra rồi, cái đường cống này không thấy đậu hả? Không thấy. Vậy là nó ưa đậu mà chú đường cống nhỏ. Dạ. Yeah. Không biết là hổm gài thì mưa vậy, không biết cô chú có đặt dướng được không nữa. Nó cũng tội nghiệp nó hả con? Dạ. Yeah. Nghèo mất cái eo. Nghèo mất cái eo nữa, nó nghèo rồi còn phải mất đồ nữa. 6 cái giấm nữa. 6 giấm bây giờ trên 3 triệu bạc rồi. Dạ. Yeah. Phải đi vay mượn tiền người ta đóng tiền lời nữa. Ừ, chứ hỏi tiền mặt tháng hả? Rồi. Hả? Cô Loan á, hai vợ chồng cô Loan đặt giấm. Là bà chị mẹ chỉ thiểu hả? Ừ. Cô Tư đi bơi xuồng đụng ve chai vậy nè, cái gặp hai vợ chồng cô chú đó thì cứ ghé người tâm sự vậy đó. Đi rửa xuồng kỹ quá ta. Tưởng đâu là cô Tư rửa xuồng sạch sẽ đem lên để giải nghệ đi đụng ve chai với sông nước chứ. Hả cô Tư? Hả? Con tưởng đâu cô Tư rửa xuồng là giải nghệ nghĩ đi đụng ve chai chứ. Trời ơi, dễ dầu dễ nghệ con. Con này đừng có vô tổng nào, vô tổng bậy kiếm chuyện chửi này con bà thằng Linh nó không rồi đó, gặp mày đâu quán kiểu đó cho mày biết không? Làm gì? Ủa cái dũng cái bồn cũng chịu thô đẩy đó ta, chứ rồi muốn té mấy ông nhà nước vô đem ra. Ngày qua tao còn có 100 ngàn bạc á cho mày biết. Là vô nói với con Thủy á là tao đem, tao vô con Út tu đổ ba cái nước cái mặn luôn rồi đem ra. Nó mới chịu, nó mới Linh nó chịu ra ngàn cho. Nó không cho nó không có đem ra cho nó. Ủa đổi bồn lại hả? Ừ, cái bông lại rồi con. Nhà nước kêu lấy rồi. Phải rồi, đồ nhà nước người ta đưa chứ mình không phải muốn đưa cho ai mình đưa đâu. Của đồ của nhà nước mà. Bây giờ là bây giờ lấy ba cái lưu để trả cho cô Thủy lại. Thì ba cái lưu đó cô Tư với tu đổ nước, cô Tư xách làm cái đem vô trả cho ông Thủy. Còn Thủy nó mới hai mẹ con nó mới đem ra. Chứ nhà nước tao không chịu làm sao vậy? Đúng rồi, không được đâu. Đồ của nhà nước ta đưa mình đâu phải đơn giản muốn cho ai là cho đâu. Ủa, con quỷ này nó thô đẩy cô Tư chứ đừng té luôn hả? Thô đẩy hồi nào nữa? Vô tổng là kiếm chuyện chửi thử chửi Linh đồ chửi hôm qua hả mày từ nãy sắp lên là cấm mày không cho vô tổng mà vô tổng là xuống mất là chết vô tổng nữa vậy vô
cái vụ mà nói chị đi mà chị tử còn hơn gì nữa, sớm mà hai chồng chị đi dở tôi không, nhà tới đây mà vô tổng rồi không qua vô nữa vậy không qua tại vì chị coi cái clip là nói là hai chồng chị vô tổng dở nhà đập nhà bả kêu ở đây thăm do gì kêu do để quấn hai chồng chị mà chơi, trong khi đó hai chồng chị bấm số không có thời gian đó, thời gian đâu mà đập nhà dở nhà rồi chị tức rồi chị mới lại chị nói đó giờ hôm qua đó đi rồi chị chửi bả rồi bả chửi chị rồi bả đó ông Minh nói chị lấy xe ben tính chị rồi Tân nói chị đang quay rồi ông bả thì cầm cây bả quá nhà quên nhà chị bả bả đi yêu cầu bả qua chị qua bả quýnh mấy chị mà chị đâu có lỗi đâu bả kêu chị xin lỗi bả chị nói chị đâu có lỗi đâu mà chị xin lỗi chừng nào chị quấy chị xin lỗi còn chị làm đúng thì không bao giờ chị xin lỗi. Ừ, là cái chuyện bữa hổm á sao là hay là mỗi ngày hôm qua xảy ra nữa cái vụ là nó quay trên mạng là mấy đứa quay rồi là nó nói là hai vợ chồng chị á đi lại con thằng hận với ngốc quá lại đập nhà dở nhà mà chị bán số trong khi đó không có thời gian chị nghỉ ngơi nữa thời gian đâu mà chị đập nhà dở nhà. Ừ, chị đâu có rảnh tới dư vậy. Vậy là hôm qua chị có đi nữa đúng không? Có đi nữa rồi gầy lắm bị lộn rồi quýnh rồi đã đời rồi nói lên mạng rồi quay với chị không à kêu mấy đứa can đi đừng chơi chửi đi. Ủa chị nói chị được rồi chị nói được rồi chứ làm gì chửi. Ừ, chị đâu phải con người chị muốn nói gì nói đâu mà cũng chửi ai chửi đâu. Rồi bữa nay không có đi bán cái số luôn chiều chút 3 giờ chị lấy cái số rồi mưa chị bán. Dạ, bữa nay ở nhà hả chị? Tại vì ở nhà ngày qua tại vì đại lý về trễ rồi mưa đó rồi chị chụp 2-3 cái bịch đó chị sợ ướt cái số với ướt điện thoại. Ừ, rồi đại lý nó sợ chị bệnh cho chị nghỉ một bữa rồi chị nói ngày hôm qua còn mệt quá thôi nghỉ thêm bữa đi. Ừ, chiều nay 3 giờ lấy số rồi 5 giờ bán gì rồi chiều quá thì chị đi bển chị lấy số chị lấy giò mời chị bán luôn đầy Hậu Giang. Ừ, thôi chị sáng nhận cơm ăn gì chưa? Chưa hả? Thì sớm mời tới giờ hai chồng mất lợp cái nhà đó. Lợp nhà sao á sao? Lợp nhà sao rồi mua được mớ tép đó rồi luộc cà phê đựng cho gùi luôn đó. Luộc lợp nguyên cái nhà luôn. À lợp tấm tấm bạc bữa hôm có cô chú anh chị mình thường quân cho đó hả? Cô chú cho đó rồi mua che có che đó rồi mua lợp lên lợp nguyên cái nhà luôn. Chắc dột hay sao? Dột mưa lại là phải dột rồi tại hồi đó lọt thưa quá rồi với thằng cái chòi này hồi đó mua của thằng em. Ừ, rồi nó cắt làm sao mình làm gì ông hẳn không leo lên mà ông không dám leo lên nó bò từ từ lên. Ừ, một có chân hả gì ạ? Nó một có chân với ông bầu không rồi lơ tơ mơ sập cái hết nhà luôn. Vô coi nấu cơm nấu nước gì đây nấu đồ ăn đi rồi chút xíu gặp sao rồi chút xíu gặp không ông hẳn bây giờ ông đi ấy rồi bây giờ đâu có cơm anh hẳn đi đâu lương hàng chút việc có cho. À bữa nay anh Thẳng lương hả? Rồi bữa nay anh Thẳng lãnh lương rồi có gì đãi tụi em không? Có gì đãi cho nên là ai cho được 2 con chuột. Trời ơi, đãi 2 con chuột thôi hả? 2 con chuột. Trời ơi em đâu có ăn thịt cẩy. Em đâu ăn thịt cẩy. Không, em không ăn đâu. Đủ, em nuôi thì được chứ còn ăn là không ăn đâu. Đi gặp cô Tư để cô Tư chửi nè. Đâu có bây giờ uống nước rồi, giờ nghỉ nói chuyện đó rồi. Nghỉ nói chuyện luôn hả? Nghỉ nói chuyện chung cô Tư luôn hả? Rồi sao cô Tư mà? Thì cô Tư sao mà chị Út nói nghỉ đi? Ta nào đụng ống ổng thằng quỷ thằng yêu. Có cho mày vô nhà đó đâu nó đâu. Có sợ mà sợ. Vô. Mang vô. Nào có con là vô mẹ mới lấy được cái thùng á chứ con không vô mẹ lấy được cái thùng mới sợ á. Sao mà lại lấy không được? Bả đâu nói với người nó ta chửi rồi. Con là cái vụ mà cái ấy đó, cái vụ nước đó. Thằng Minh làm con nhóc đi làm công chuyện mà thằng Minh là bắt đi chửi con mà cái vụ gì trong chùa đó. Không phải nó chửi con là cái vụ mà nói con ở nhà đó dở nhà đó rồi con nó đẹp đó. Không có nói đó con đẹp đẹp con đẹp đó. Nói vậy tôi nói vậy thôi. Cầm cái chuyện tưởng ra ngoài. Mà chửi hôm qua nữa hả vậy? Hôm qua có chửi rồi bữa có thằng Tân ngồi đó chửi ta thôi là chửi à. Chửi thị thằng Minh trước còn cái tới chửi thị. Mày đó quá trời quá đất mày rồi mày đừng có vô nhà tao nữa tao mắc cỡ quá. Cái vụ cái bầu ngày hôm qua xô đẩy tao muốn té luôn á.
Vậy là cứ vô trỏng hả? Ai tiếp lấy cái bồng về cho cô Tư vậy cô Tư? Thằng con Thủy Dân Linh hai mẹ con nó đã đem ra cô Tư còn 100 ngàn đó thì cô Tư cho nó mới chịu đem ra thôi, dễ rồi nhà nó đem ra. Vậy đó hả? Cô Tư đem con Tư với cô Tư là mấy cái lu nước đó là múc đổ ra rồi cô Tư đem lu vô trả nó từ cái nào nó mới chịu đem cái bồn ra cho cô Tư đó. Rồi còn có 100 ngàn thì mà cho nó đi chứ không cho nó làm sao nó đem ra cho mình được. Lúc đổi thì không tốn tiền mà tới tiền trả lại còn mình phải tốn thêm 100 ngàn nữa. Ừ, nó làm sao ra nó là nó không có chịu đem ra. Rồi cô Tư mới năn nỉ nó, cô Tư nói thôi đem ra đi. Thì giờ mày với Linh hai mẹ con mà đem ra đi, tao còn 100 ngàn nó không cho hết á, tới làm sao giờ. Cô Tư nói là đã trao đổi rồi, nó cô Tư cho nó 2 chồng nó với con nó đem cái bụng nó về chồng rồi đó, nhà nước mà hôm qua mà sao lại người ta không chịu, người ta không chịu đặt kêu bây giờ vô tù kêu 2 chồng nó đem vô chồng được, không phải đem ra cho mà rồi chịu đâm ra làm sao giờ cô Tư chạy đi giờ chiều mới cho nó bả bên người dân được hay gì bả bên. Sao cô Tư có cảm ơn Vũ chưa? Cảm ơn gì? Nó vô nó chửi người ta quá trời quá đất, cảm ơn gì? Vậy hả? Chửi nữa ha? Chửi người ta, chửi người ta đồ mặt ứng thỉ nữa. Rồi bây giờ là cô Tư đâu? Cô Tư không minh thỉ mà không minh nó. Ừ. Mà không minh thằng Minh luôn, cô Tư đứng cửa giữa có sao là cô Tư nói vậy, cô Tư không minh nữa nào. Ừ. Nó quậy, nó kiếm chuyện, nó chửi ra không à. Rồi người ta con người ta đông nữa đâu. Chửi gì? Sao mẹ không thấy là nó lên mạng nó chửi con, nó nói con lại dở nhà nó, đặt nhà nó. Cái đó con đúng hay là con sai? Con đặt nhà nó, con ở nhà nó, con đúng là sai. Con đâu có thời gian, con trong khi đó con thời gian con là tiền bạc, con đi bán kính số cũng tiền. Thời gian đâu mà đi lại đặt nhà giữ nhà để nằm cho nó khỏe không sướng nữa. Đâu có thời gian rảnh. Cái đó bằng đây bằng hôm mà không biết ai. Má, nó đổ thừa mày với mày hẳn không? Rồi nó bắt đầu nó nghi, nó ra nó nghi mày với mày hẳn. Bắt không được người ta mà dám quả quyết là người ta. Còn bây giờ là cô Tư là bây giờ là tuyệt đối là cấm chị Út không có qua bển nữa đúng không? Không có cho nó qua, nó không qua nó kiếm đâu. Chuyện người ta có bữa người ta cũng dâm chửi cha chửi mẹ người ta hoài, rồi chửi người ta nó làm sao ta chịu nổi, chửi tao toàn chửi tao hoài làm sao ta nhịn được. Đúng rồi, chửi người ta sao ta nhịn đúng không? Vô tới là kiếm chuyện chửi ta, kiếm vô tới là kiếm chuyện chửi ta, chửi ta là người ta nóng người ta bụp luôn á. Rồi mà nó thằng Linh quánh nó không cũng đủ làm trời làm mắt mang vô tổng từ làm sao ta nhịn được, làm sao cô Tư binh được. Rồi bên kia có chửi chị Út lại không? Thì con Thủy cũng chửi lại, đứa nào cũng hung dữ. Bởi vì thì không có đứa nào mà vừa. Bây giờ là kẻ 8 cân thì người nửa lạng. Ừ, khác gì đâu. Ba người người nào cũng thành quỷ hết trơn á. Cả nó với thằng Minh rồi con Út này cũng vậy đó. Không biết sao mà nói bữa đó là cô Tư năn nỉ hết ra con Út đã rồi tới Thủy đã tới thằng Minh. Trời ơi quậy quá trời, thằng Tân ngồi chỗ miễu chơi chơi nó mà tụi này nó quá trời đó. Coi không ra gì đúng không? Có bữa trời thành quỷ thành yêu. Ông liều cái đống củi đó là sắp tụi mày ba đứa đốt tụi mày giữa lộ luôn, nó cho tụi mày thành quỷ không cho tụi mày bào thai lên. Quá trời không ai chịu nổi. Rồi sáng giờ ăn uống gì chưa cô Tư? Sáng giờ sao mà bữa nay sáng nóng quá vậy? À, nấu cơm với cái chút rau dền đó con. Dền bẻ bên Thủy đó. Chưa ăn hả? Cho chừng nắm về luộc rồi mà chưa có ăn. Chưa có ăn. Chỉ là Tu nó làm cho cà phê nhỏ nhỏ vậy là uống rồi chưa có ăn, nó kêu cô Tư ăn cơm. Chỉ nó nấu cho Tu, cô Tư có thời giờ thành cho Tu ăn rồi. Cô Tư chưa mới đói hung thành ra cô Tư cũng chưa có ăn nữa. Chưa có ăn hả? Người có khoảng mấy giờ cô Tư mới đói? Chừng nào cô Tư đói là cô Tư ăn à? Đói mới ăn ha, còn không đói ăn không vô hay sao? Không đói ăn không vô. Rồi sáng là lại tan nước ghe đó hả? Sợ mưa lại nước nó động lên nhiều hay sao? Nước mưa là cái xuồng mình nó phải vô nước rồi cô Tư ra coi chừng là cô Tư tát rồi. Hồi nãy cái khăn đó cô Tư dắt nước ra chứ không dắt nước cho nó khô gáo đâu có được. Rồi thôi bây giờ cô Tư uống nước gì uống đi kêu đi ha, rồi con trả tiền cho. Con trà đá gì? Hả? Uống trà đá. Trà đá vậy 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 trà đá. Ba người giàu vậy, ba người mày đâu uống mày. Đánh dai vô uống dữ một quỷ vậy.